Lợi ích tuyệt vời của ổi và lá ổi. Ổi là loại trái cây phổ biến với nhiều dưỡng chất gồm vitamin A, C, B2, K, chất xơ, canxi, đồng, folate, sắt, phốt pho và kali. Chưa kể, ổi nhiều vitamin C gấp 4 lần so với cam và nhiều vitamin A hơn chanh gấp 10 lần. Chính vì giàu dinh dưỡng nên ổi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu dùng hàng ngày, theo Nature Renew. cải thiện thị lực. Ổi và lá của nó là nguồn vitamin A dồi dào, giúp tăng cường sức khỏe thị lực, ăn ổi làm chậm quá trình lão hóa gây đục thủy tinh thể và bệnh thoái hóa điểm vàng. Điều trị táo bón, ổi là nguồn thực phẩm giàu chất xơ hơn so với các loại trái cây khác và làm cho nó vô cùng có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Hạt ổi phục vụ như thuốc nhuận tràng, giúp đường ruột di chuyển khỏe mạnh. có lợi trong thai kỳ. Ổi chứa axit folic, hay còn gọi là vitamin B9, có lợi trong thai kỳ vì nó có thể giúp phát triển hệ thần kinh của bào thai và bảo vệ trẻ sơ sinh từ các số loạn thần kinh. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Người Trung Quốc sử dụng ổi để điều trị bệnh tiểu đường vì nước ép ổi có tác dụng hạ đường huyết và hữu ích trong việc điều trị bệnh tiểu đường. giảm cao huyết áp, ổi chứa chất xơ và đường huyết thấp giúp làm giảm huyết áp. Nó làm giảm cholesterol trong máu và ngăn không cho cholesterol cao, do đó duy trì trạng thái lỏng của máu và giảm huyết áp. Tốt cho não. Não là cơ quan quan trọng của cơ thể và giữ cho nó được khỏe mạnh là điều cần thiết. Ổi chứa vitamin B3, B6 còn được gọi là niacin và piridoxin giúp cải thiện lưu thông máu đến não và thúc đẩy hoạt động của não. Ngừa rụng tóc Lá ổi có thể ngăn ngừa rụng tóc, chỉ cần luộc lá ổi với nước và xoa lên da đầu để điều trị rụng tóc. Cần lưu ý, dùng để nguội trước khi gội đầu. Giảm nguy cơ ung thư Ổi chứa các hợp chất như lycopene, quercetin, vitamin C có lợi trong điều trị ung thư. Các hợp chất này là hóa chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể vốn gây ung thư. Thư giãn thần kinh và cơ bắp, ổi rau magie loại khoáng chất quan trọng giúp cơ thể giữ cho dây thần kinh thư giãn và bình tĩnh. Ngừa ho và cảm lạnh, hàm lượng sắt và vitamin C trong ổi giúp ngăn ngừa cảm lạnh và ngừa nhiễm virus. Nó cũng làm giảm chất nhờn, chữa ho và ngăn nhiễm trùng đường hô hấp. Tăng cường miễn dịch Ổi là nguồn vitamin C tuyệt vời cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi sự gia tăng của các gốc tự do vốn gây nhiều bệnh.